Tại làng chài xuồng hai lá của tỉnh Khánh Hòa, nhiều chiếc xuồng hai lá nhỏ nhắn của người dân liên tục trở về sau khi đánh lưới trên đầm Nha Phu với sản lượng chỉ toàn ghẹ và tôm tích. Loại hải sản rất được thị trường ưa chuộng với giá bán cao. Bình quân mỗi xuồng ngư dân đánh bắt được hàng chục ký ghẹ cùng tôm tích. Hiện giá bán ra thị trường của ghẹ từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng mỗi ký tùy theo con lớn nhỏ. Riêng tôm tích cũng từ 120 đến 250.000 đồng mỗi ký tùy theo độ tươi của tôm. Với sản lượng và giá bán như trên, ngư dân làng chài nghèo Ngọc Diêm có thêm thu nhập đáng kể đầu năm mới sau khi trải qua một năm đại dịch buồn do không thể ra biển đánh bắt vì giãn cách.